Hàng loạt các dự án BOT sau khi đồng loạt xin tăng giá vé, những ngày gần đây lại đồng loạt xin giảm giá vé sau khi bị dư luận phản ứng cho rằng mức phí quá cao và bất hợp lý. Nhưng không phải là không có dự án lại đi ngược với xu thế trên. Dự án đường tránh BOT Phủ Lý qua địa phận của tỉnh Hà Nam, mặc dù chưa đưa vào khai thác, đang trong thời gian thi công, đã chủ động giảm giá vé từ cách đây hơn một năm với mức giảm từ 30 đến 45%. Tất nhiên là việc này không chỉ được Bộ Tài chính chấp thuận. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Trạm thu phí đường tránh thành phố Phủ Lý đang được gấp rút hoàn thiện. Các hạng mục hiện đã hoàn thành tới 90% khối lượng công việc. Dù dự án dự kiến tháng 8 năm 2016 mới chính thức thu phí, nhưng chủ đầu tư đã xin giảm mức giá vé ngay trước thời điểm thu phí. Bộ Thông cũng như là nhà đầu tư đã chủ động tại cái dự án này, chúng tôi đã giảm giá vé so với lại cái phương án tài chính ban đầu. Tức là trước kia thì là theo cái phương án tài chính ban đầu là 35.000 một phương tiện cơ bản, thì hiện nay thì chúng tôi đã giảm xuống khoảng 25.000 và đã được Bộ Tài chính thông qua. Nó được thể hiện trên cái thông tư thu phí mà Bộ Tài chính đã ban hành. Liên quan tới câu chuyện xin giảm mức giá vé có thể dẫn tới kéo dài thời gian thu phí tuyến đường, ông Chiến cho rằng đối với các dự án BOT, việc kéo dài thời gian thu phí là rất bất lợi đối với nhà thầu. Tuy nhiên, vì lợi ích của người dân, trước mắt sẽ giảm mức phí khi dự án đưa vào khai thác. Còn thời gian thu phí hoàn vốn, sau khi Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải quyết toán thì mới chính thức quyết định. Cái thời gian thu phí thì là nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là cái giá trị quyết toán mà được Bộ Giao thông thông qua. Sau khi quyết toán xong thì Bộ Giao thông cùng với nhà đầu tư sẽ phải tính toán lại phương án tài chính, chạy lại phương án tài chính thì mới ra được cái thời gian thu phí chính xác, chính thức. Hiện nay thì là cái thời gian thu phí chính thức cho dự án vẫn chưa có. Về việc dự án hoàn thành trước thời hạn 6 tháng, tư vấn giám sát cũng như các nhà thầu thi công khẳng định không lo ngại chất lượng công trình không đảm bảo. Việc rút ngắn thời gian thi công thực tế đã tránh được lãng phí và các chi phí phát sinh, đặc biệt là lãi vay. Riêng dự án này là chủ đầu tư rất là mạnh dạn trong công tác là thiết kế cho cái loại bê tông nhựa polymer chịu lực của toàn bộ tuyến mặt đường. Bởi vì thực tế là tuyến đường này là xử lý tải trọng xe rất là nặng từ trong Gò Đá đi ra các tỉnh phía Bắc. Nên chủ tư rất mạnh dạn thay đổi, và trong quá trình thi công, tư vấn giám sát, nhà thầu và chủ tư liên tục đưa ra các cái quy trình quy được phê duyệt của sớm nhất của Bộ Thông Vận tải và các chuyên gia để thi công, thì tôi nghĩ là đây chất lượng của dự án này là hoàn toàn yên tâm về phần luống bánh xe, và nhà thầu cũng đã cam kết với chủ tư trong việc bảo hành là 48 tháng trong hợp đồng. Cũng đã đánh giá rằng công tác chất lượng đến bây giờ chúng tôi quản lý rất chặt chẽ, từ các công tác như vật liệu đầu vào, rồi tất cả công tác quá trình thi công tại hiện trường. Đến bây giờ là công tác chất lượng có thể đáp ứng được theo yêu cầu của quy trình vi phạm. Dự án xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý có tổng chiều dài tuyến đường 23,3 km, điểm đầu phía nam trạm thu phí Nam Cầu Rẽ, điểm cuối tại nút giao đường tỉnh 494 với quốc lộ 1. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 với 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư 2.047 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 1.700 tỷ đồng.